Thầy cho con biết mộ bố chồng con chung quanh đào hoặc làm đường là nhà con đều gặp sự cố, con trai con và chồng con đều bị tai nạn. Thầy giúp con có cách nào khắc phục không ạ? Con cảm ơn. Cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng bồi hướng, và đặc biệt nên mua cái nước ngũ vị hương đó, ra cái hàng họ bán cái đồ hàng mã hay các thứ đó, nó có cái nước ngũ vị hương để, hoặc cái nước bang nước ấy để hàn long mạch đó. Về thì chỉ cho 21 biến đại bi thập chú vào đó, đem nấu cái nước đó lên để trước ban thờ Phật, ban thờ gia tiên, mình chỉ 21 biến đại bi thập chú vào đó, đem ra gì, ra vẩy chung quanh cái mộ, đổ càng nhiều càng tốt, về chung quanh là làm vài lít hoặc để chục lít, hơn chục lít và càng tốt, đem ra đó mà đổ. Nếu biết làm, tự làm được thì tốt, không tự làm được mình có thể nhờ một gì, một quý thầy nào đó đến họ cúng lễ và gì và tạ mộ cho thì được thôi. Và cái mộ này chắc chắn như vậy là cái người mất này còn thì còn chấp vào cái mộ này, cho nên thần thức của họ còn ở trong đó. Vì vậy mỗi khi bị đào bới hay bị động một cái thì lại liền về thì hành hạ con cháu. Cho nên trường hợp có những trường hợp như thế đấy. Ở thế gian này có cái gì cũng có thể xảy ra hết. Cái gì cũng có thể xảy ra hết, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên trường hợp này tôi khuyên Phật tử này nên làm cái lễ tạ mộ và nên hoàn long mạch, hoàn thổ càng sớm càng tốt đi. Trong cuối tháng này hoặc đầu tháng sau cũng được, làm càng tốt. Bây giờ là làm tốt cho việc đó rồi. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.